vì do muốn đi tu mà cũng thấy giữ được những cái hạnh đấy rất là khó. Nghe lời Phật dạy rồi mình tin tưởng là mình nếu mà mình hành trì như thế này thì được cái thành quả buông bỏ công đức cho mình được an lạc hạnh phúc thì mới tiến lên được cái trí tuệ, cho còn mà mình không làm được thì mình không đạt được cái đấy. Thầy hay quá. Mình phải kiên quyết mà mình đạt niềm tin ở Phật là lời dạy đó, rồi thì mình biết là mình bỏ cái này thì sẽ đạt được cái khác, cái thành tựu to lớn hơn. Chẳng hạn như giờ mình đi, con đi tu là không phải là để cầu danh cầu lợi, con đi làm là chân chánh theo lời Phật dạy để con được cái trí tuệ, cái giải thoát. Con cầu quả trí tuệ của Phật, nên là con mới quyết tâm con đi hành. Có không, nếu mà ngoài 13 hành đầu đà rồi mà Phật còn dạy hạnh nào hơn nữa thì con vẫn đi. Nghe trong kinh sách mà Phật dạy những cái gì thì con làm theo cái đấy. Chắc là những kiếp trước là thầy cũng tu rồi đấy. Vâng. Những cái hạnh này thật sự rất là khó. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con cũng cố thực hiện phát nguyện tu hạnh đầu đà. Đến cái khi nào không phải là những đời này mà đời này rồi đời sau rồi nhiều đời nữa, con cũng phát nguyện tu như thế này để khi nào mà mình thành tựu quả trí tuệ Phật thì thôi. Khi nào cũng phát tâm Bồ Đề tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Vâng, thầy hay quá. Thế con hỏi chút nữa là chắc là thầy tìm hiểu kinh sách nhiều thì những cái nơi mà nó có chiến tranh ấy thầy, ví dụ như bây giờ xung đột Nga Ukraine đấy thì những cái nhân gì mà nó có chiến tranh nó chết nhiều người đấy. Cái nhân quả đấy là giờ đó là Asura hay là cái những cái người đấy là ưa sân hận chiến tranh. Nếu mà những cái người nào mà ưa sân hận chiến tranh mà cái tâm đó thì nó sanh về cái nước đó để nó chiến tranh, còn những cái người mà ưa hòa bình thì nó sanh về những cái nước hòa bình thì nó không chiến tranh. Chẳng hạn như là sanh về những cái chỗ nơi tu hành ấy, những cái người tu hành thì người ta đâu có chiến tranh đâu, thì do cái nhân là cái tâm nó tương ứng sân hận. Những cái người nào mà độc ác hay cái gì thì cứ sanh về đó. Còn những cái người hiền lành thì nó sanh về những cái nơi hiền lành. Dạ, nó mua gì được. Thế còn như này, bạn con ở bên Đức ấy, nhờ thầy như này thì là bạn ấy ở bên đấy cũng chia sẻ chính pháp kinh của Phật ấy, kinh Nikaya đấy. Kinh Nikaya là kinh gốc của Phật này nhỉ. Thì bọn con muốn xin nhờ thầy ước nguyện giúp cho là bạn ấy truyền chính pháp ở bên đấy được thuận lợi, thì nhờ thầy ước nguyện cho thì điều đấy sẽ được thuận lợi. Vâng, cái đấy thì không phải cần con ước nguyện mà từ họ làm cái điều đúng như lời Phật dạy, họ giữ giới, họ tu hành, họ phát cái tâm của họ thì họ được như nguyện của họ. Cái đấy là từ họ thành tựu. Nhưng mà nếu mà họ không có giữ giới hay là họ vẫn làm những cái điều ác, họ cầu cái điều đó cũng không được. Bản thân của họ thì phải giữ gìn lấy giới đức, giới hạnh, làm những chân chánh, những lời Phật dạy thì tự nhiên họ được. Giới luật nền tảng. Vâng, giới luật là nền tảng, là gốc. Phật dạy là giới định tuệ ở đó. Thì mình học hành theo như đó. Mình có tin tưởng thì tức mình nguyện cái gì nó được cái đấy. Nhưng mà mình không làm theo cái lời Phật dạy mà mình nguyện thì không được. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là thầy tu rồi, thì lấy cái kinh gốc của kinh Nikaya là nền tảng phải không thầy? Con toàn bộ tam tạng kinh điển của Phật là nền tảng, không phải là mỗi Nikaya, kể cả A Hàm rồi kinh Nikaya rồi A Hàm rồi tất cả các tam tạng kinh điển của Phật như Bát Nhã hay là những cái loại kinh sách đại thừa. Con đều học cả tạng kinh tạng luật, con đều học cả tất cả đều học, đều nghiên cứu kỹ lưỡng, cái gì cũng ai mình hiểu được chỗ nào mình hiểu, chứ không phải là mỗi kinh cây Nikaya là Phật thuyết. Còn những kinh khác nữa nhưng mà mình không hiểu được thì mình lại nói là không phải là lời Phật thuyết. Tại vì mỗi Phật thuyết với mọi người là mỗi căn cơ từng người như thế nào thì Phật nói. Đối với từng đối tượng theo cái căn cơ đó, chứ không phải là ai cũng nói chúng ai cả. Thế định giữ hẹn sống như này là đến khoảng khi nào đấy? Dạ, con sống như thế này cho đến khi chết khi xui. Hay quá. Vâng, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy quá tuyệt vời đấy. Thì là Phật, con xin muốn cúng dường thầy một tấm vải được không ạ? Một tấm vải con nhận rồi hồi hướng công đức này, chứ con là không có dùng áo của người mọi người cho. Con tấm vải thôi ạ. Vải của con mặc là nhặt ở ngoài đống rác, ngoài nghĩa địa, ngoài đường họ vứt thì mới mặc được. Nhà cha con không có mặc áo của mọi người cho. Nên là những cái hành đầu đà của con học thì mọi người cũng hoan hỉ. Nhưng mà ngoài mọi người phát tâm như thế thì đã cúng dường cho Phật pháp tăng rồi thì đều được có công đức. Con cùng xin nhận cái tấm lòng đó rồi ước nguyện cho mọi người hạnh phúc.